Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin tối ngày 28 tháng 3 năm 2017 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thảo về phòng chống hối lộ các quan chức nước ngoài khi thực hiện các thương vụ quốc tế với sự tham dự của đại diện các tập đoàn nhà nước lớn của Liên bang Nga cùng một số các tổ chức khác đang hoạt động tại Việt Nam. Những ưu thế và thách thức của Việt Nam khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực. Lần đầu tiên sản phẩm gà của Việt Nam sẽ có cơ hội được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc Jun Yeon-sun đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đánh giá cao các hoạt động đầu tư của Tập đoàn Hyundai Motor vào Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Chủ tịch nước cũng mong muốn tập đoàn tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, chú trọng chuyển giao công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm để tận dụng tối đa ưu đãi về thuế, tăng khả năng cạnh tranh với các thương hiệu khác, tích cực nghiên cứu hợp tác đầu tư, sản xuất ô tô và các sản phẩm hỗ trợ ngành sản xuất ô tô tại Việt Nam. Cảm ơn Chủ tịch nước đã tiếp đoàn. Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với đối tác Việt Nam, mở cửa các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, cam kết đầu tư lâu dài, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Sáng ngày 28 tháng 3 tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra buổi hội thảo về phòng chống hối lộ các quan chức nước ngoài khi thực hiện các thương vụ quốc tế. Sự kiện diễn ra với sự tham dự của đại diện các tập đoàn nhà nước lớn của Liên bang Nga, một số các tổ chức khác đang hoạt động tại Việt Nam, đại diện các cơ quan nhà nước Việt Nam. Hội thảo do cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam phối hợp với phía Việt Nam tổ chức. Đại diện Nga đã giới thiệu các biện pháp đang được áp dụng tại Liên bang Nga nhằm thực hiện các nội dung của Công ước chống tham nhũng của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển về đấu tranh chống hối lộ các quan chức nước ngoài khi thực hiện các thương vụ quốc tế. Trong lĩnh vực này, điển hình là hoạt động của các cơ quan điều hành Hiệp định Thương mại Tự do, việc đơn giản hóa thủ tục, công khai thủ tục kiểm tra hải quan, giảm thiểu hàng rào thuế quan, cho phép kiểm soát những quá trình trong thương mại song phương giữa hai nước chúng ta, cụ thể hơn và sâu hơn. Phía Việt Nam chia sẻ những giải pháp đang áp dụng để đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đó là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Về cái giải pháp mà cải cách thủ tục hành chính từ 239 thủ tục, hiện nay chúng tôi rút xuống chỉ còn 168 thủ tục. Và tất cả các thủ tục đều được công bố và thực hiện công khai trên nhiều hình thức. Thế về vấn đề hiện đại hóa thì chúng tôi cũng có rất nhiều giải pháp. Hiện nay là thủ tục hải quan được thực hiện tự động hóa tại 100% các cục hải quan tỉnh, thành phố cũng như các chi cục. Rồi đến cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN. Những thông tin phía Việt Nam cung cấp được đánh giá là kim chỉ nam cho các doanh nghiệp Nga hoạt động ở Việt Nam. Việt Nam và Nga khẳng định tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống hối lộ khi thực hiện các thương vụ quốc tế và sự cần thiết phải thúc đẩy những nỗ lực chung trong lĩnh vực này trên cơ sở các điều ước quốc tế và luật quốc gia. Hợp tác Nga-Việt Nam trong lĩnh vực này diễn ra thường xuyên ở mức quốc gia, các tập đoàn lớn của Nga tại Việt Nam, cả doanh nghiệp tư nhân. Đó là hướng hợp tác mà Nga và Việt Nam thực hiện để tạo môi trường đầu tư lành mạnh, tạo điều kiện dễ dàng cho hợp tác song phương và để cho doanh nghiệp hai nước cởi mở hơn, tin tưởng lẫn nhau hơn. Theo trưởng đại diện thương mại Nga tại Việt Nam, hợp tác chống hối lộ và tham nhũng trong các thương vụ quốc tế tạo điều kiện tốt cho thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt-Nga và thực hiện có hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thưa quý vị và các bạn, gần 90% mặt hàng được giảm thuế khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu bao gồm 5 quốc gia là Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan có hiệu lực. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất cho việc thực hiện Hiệp định có hiệu quả được hai bên ghi nhận là vấn đề kho vận. Hiện nay, thì Kazakhstan đã đề nghị với Việt Nam xem xét vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu thông qua cảng biển liên vận cảng do Kazakhstan thuê của Trung Quốc. Sau đó, từ đây, hàng hóa được trung chuyển bằng đường sắt tới Kazakhstan và các nước trong liên minh.
Lô lúa mì 720 tấn này từ cảng khô Khorogos, Kazakhstan về tới cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 3 năm 2017, sau hành trình gần một tháng. Đây là chuyến hàng thử nghiệm tuyến vận tải mới, kết nối Kazakhstan, một thành viên của Liên minh Á-Âu và Việt Nam, theo lộ trình Khorogos, liên vận cảng, cảng Cát Lái. Đây là lô hàng đầu tiên tới Việt Nam, sản phẩm đầu tiên là lúa mì. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho thị trường Việt Nam không chỉ ngũ cốc mà các sản phẩm thịt, dầu hướng dương và những sản phẩm khác được sản xuất tại Kazakhstan. Khorogos là cảng nội địa nằm trên biên giới Kazakhstan và Trung Quốc. Từ đây, hàng từ Kazakhstan sẽ được chuyển bằng đường sắt tới liên vận cảng Trung Quốc, nơi 49% cổ phần cảng biển thuộc về công ty đường sắt Kazakhstan. Tiếp theo, hàng từ liên vận cảng được chuyển tới Việt Nam bằng đường biển. Chính Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đã cho phép thiết lập dịch vụ hậu cần mới này. Chúng tôi cung cấp không chỉ cho doanh nghiệp Kazakhstan mà cả Liên minh Á-Âu cơ hội để cung cấp hàng hóa của họ tới thị trường Việt Nam tiềm năng và vận chuyển từ Việt Nam những sản phẩm mà thị trường Liên minh không có. Hiện nay, hàng từ Việt Nam tới các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu được vận chuyển theo đường biển từ cảng Hải Phòng hay thành phố Hồ Chí Minh tới các cảng ở châu Âu như Saint Petersburg, Klaipeda, Cộng hòa Estonia, Hamburg, Đức, sau đó được chuyển tiếp tới Belarus, Kazakhstan bằng đường bộ hay đường sắt. Thời gian vận chuyển tới cảng biển trung bình từ 45 ngày tới 2 tháng. Nếu hàng tới Belarus hay Kazakhstan thì thời gian còn nhiều hơn. Tuyến vận tải mới do Kazakhstan đề xuất, Khorogos liên vận cảng, cảng Việt Nam, theo như kết quả thử nghiệm, tiết kiệm được ít nhất một nửa thời gian. Chúng tôi thấy rằng cái chuỗi cung ứng và hàng hóa từ Việt Nam nối đi các nước nói chung và sang Kazakhstan nói riêng, đó là một cái tuyến đường phải nói là đem lại kinh tế rất lớn cho các bên. Trong đấy có cái xúc tiến thương mại giữa Kazakhstan với Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam và các nước Liên minh Á-Âu cho rằng tuyến đường này sẽ thuận lợi cho việc vận tải những mặt hàng mau hỏng như hoa quả, rau củ tươi, các sản phẩm sữa, thực phẩm qua sơ chế. Tuyến vận tải mới kết nối Việt Nam và các nước Liên minh Á-Âu đang được kỳ vọng là giải pháp tốt cho vấn đề kho vận, thách thức lớn nhất của việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Á-Âu. Lần đầu tiên, người đứng đầu ba bộ gồm Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải và Xây dựng đã cùng lãnh đạo 6 tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc nhóm họp tại thủ đô Hà Nội vào sáng nay để tìm nguồn vốn và hình thức đầu tư cho xây dựng tuyến đường ven biển đi qua các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Đây là tuyến đường đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ giữa năm ngoái, giúp kết nối các tỉnh phía Bắc và làm cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với các nước ASEAN. Các địa phương phải huy động các nguồn lực xã hội cho việc xây dựng. Vì vậy, ý kiến chung tại cuộc họp cho thấy, việc đầu tư tuyến đường sẽ phải dựa vào ba nguồn chính là hợp tác công tư PPP, đầu tư xây dựng chuyển giao BOT và ngân sách nhà nước. Đa số các tỉnh đã kiến nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ khâu giải phóng mặt bằng, sau đó địa phương sẽ tự kêu gọi nguồn vốn để triển khai theo hình thức PPP. Với tổng chiều dài 550 km, tuyến đường dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước năm 2020. Một tin vui cho ngành chăn nuôi gà tại Việt Nam, đó là lần đầu tiên sản phẩm gà Việt sẽ có cơ hội được xuất sang thị trường Nhật Bản. Sáng nay tại tỉnh Đồng Nai, một đoàn doanh nghiệp của Nhật Bản đã có buổi tham quan, khảo sát dây chuyền sản xuất tại công ty Kyo Unitech, đơn vị dự kiến sẽ đưa sản phẩm gà Việt sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới. Thưa quý vị, trên tay tôi là những sản phẩm gà Việt đã qua chế biến và được dự kiến sẽ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới. Và đoàn doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang thưởng thức các sản phẩm này để đánh giá về khẩu vị cũng như là chất lượng của sản phẩm. Ngoài việc thưởng thức sản phẩm thì hơn 40 doanh nghiệp là đại diện của các chuỗi siêu thị, các đại lý bán lẻ lớn tại Nhật Bản cũng có buổi tham quan nhà máy Koyu & Unitech. Đây là nhà máy được xây dựng chuyên biệt để sản xuất các sản phẩm gà chế biến qua nhiệt xuất sang thị trường Nhật Bản. Để đạt được những tiêu chí vào thị trường Nhật như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà máy được vận hành tự động hóa 100% với tất cả các thiết bị đều được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật. Đánh giá bước đầu của đoàn khảo sát thì các sản phẩm đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe. Dự kiến nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi thì vào tháng 7 này, hơn 20 tấn sản phẩm gà Việt đã chế biến qua nhiệt sẽ có mặt trên bàn ăn của người Nhật.
Để bước chân vào thị trường khó tính này thì chắc hẳn khâu vệ sinh an toàn thực phẩm phải là điều cần được đặt lên hàng đầu. Và theo nghiên cứu mới nhất của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thì điều kiện an toàn thực phẩm tại Việt Nam chưa được chú trọng, như là 3/4 số lợn giết mổ ở cơ sở nhỏ lẻ và kém vệ sinh, tỷ lệ thực phẩm nhiễm khuẩn Salmonella lên đến 40%, hay là vấn đề sử dụng chất kích thích tăng trưởng, chất cấm trong chăn nuôi. Và chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã có những khuyến nghị để giải quyết thực trạng này ở Việt Nam. Ở Việt Nam sẽ cần sự tham gia kết hợp của cả ba bộ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương. Họ sẽ phải ngồi cùng với nhau làm ba việc là đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ. Đánh giá nguy cơ nghĩa là cả ba bên thu thập, phân tích dữ liệu, xem nguy cơ mất an toàn thực phẩm xảy ra trong lĩnh vực nào và để lên kế hoạch ứng phó. Luật đã rất rõ ràng rồi và Bộ Y tế phải là bộ đầu tiên hành động, kết nối các đơn vị chức năng về an toàn thực phẩm. Những nguy cơ lớn nhất đến từ những người bán hàng rong, người chế biến thực phẩm tại nhà, những người sản xuất nhỏ. Thực tế là những người dân ít tạo ra nguy cơ nhất thì lại bị ảnh hưởng nhiều nhất. Vậy nên cần kiểm soát quy trình ngay từ đầu vào, từ trang trại trước khi mối nguy lên đến bàn ăn. Trong phần tiếp theo của bản tin, vẫn còn nhiều khoảng trống trong giáo dục giới tính cho trẻ em, từ những bất cập trong giáo dục từ nhà trường đến gia đình. Tiêu điểm của bản tin sẽ đề cập trong một ít phút nữa. Cùng khám phá nét kiến trúc độc đáo trong công trình nhà ở của đồng bào miền núi phía Bắc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau hàng loạt vụ việc xâm hại trẻ em liên tiếp được phát giác, người ta mới nhận ra rằng vẫn còn nhiều khoảng trống trong giáo dục giới tính cho trẻ em, từ những bất cập trong giáo dục ở nhà trường cho đến trong gia đình. Đây là chủ đề được coi là tế nhị, nhạy cảm đối với nhiều phụ huynh tại Việt Nam. Không ít người, bao gồm cả cha mẹ và thầy cô, vẫn cảm thấy bối rối, muốn né tránh khi nói chuyện với trẻ về chủ đề này. Rất nhiều nguy cơ có thể đe dọa sự an toàn của trẻ nếu các em không được trang bị đầy đủ sự hiểu biết, không có được môi trường sống an toàn. Và trong phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn theo chân phóng viên thời sự về một ngôi làng ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, nơi mà mới đây xảy ra một vụ xâm hại. Nghi phạm hiện đã bị tạm giam, nhưng vẫn còn đó nhiều nguy cơ tiềm tàng cho trẻ khi mà chính các bậc phụ huynh vẫn chưa quan tâm đầy đủ đến việc giáo dục giới tính cho con em mình. Chủ nhân của chú gấu bông này là một cô bé mới 12 tuổi. Hơn 10 ngày trước, cô bé vừa bị gã hàng xóm 49 tuổi xâm hại tình dục. Sự việc đau lòng đã làm xôn xao cả thị trấn tưởng như yên bình ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Chưa bao giờ người mẹ có thể tưởng tượng rằng con mình lại là nạn nhân của kẻ xâm hại. Chị thường cho con chơi một mình xung quanh nhà trong lúc gia đình bận việc. Tôi thì nghĩ là đến cái chuyện là người ta bắt cóc trẻ nhỏ ấy. Thì tôi cũng cứ thường dặn cháu là con không được theo người lạ, là người ta sẽ bắt con đi, người ta mang con đi, người ta bán. Cháu rất dễ gần bởi vì là cháu lại rất thích chơi điện thoại. Các anh, các chị hay là các cô chú mà cho cháu mượn điện thoại thì có thể cháu lân la, cháu ngồi ngay bên cạnh. Khi sự việc xảy ra, những người lớn ở thị trấn này mới bắt đầu quan tâm đến sự an toàn của con cái mình. Thế nhưng họ vẫn rất ngại ngùng khi nói về chuyện giới tính với con. Tại vì nó bé, nó chưa hiểu thì mình cũng không nói. Mà chỉ nói, mình chỉ dạy con là cách chung chung thôi. Trẻ con này nó đi học về thì nó cứ đi sang hàng xóm chơi. Bố mẹ cũng chẳng để ý gì đâu. Tối còn phải trong nhà, người thì nấu cơm, người thì bế cháu, người thì mỗi người việc. 2 tuần sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi vẫn bắt gặp cảnh những em nhỏ chơi lang thang một mình ở những nơi vắng vẻ mà không có sự quản lý của người lớn. Hình ảnh này khá phổ biến ở vùng nông thôn. Khi trẻ chơi mà không có người lớn bên cạnh, chính là lúc kẻ xấu có thể tiếp cận dễ dàng nhất, là lúc mà các em dễ bị làm hại nhất. Tại các thành phố lớn thì vài năm trở lại đây, nhiều bậc phụ huynh đã quan tâm hơn đến việc giáo dục giới tính cho con em mình. Thế nhưng theo các chuyên gia thì về căn bản, giáo dục giới tính vẫn chưa được nhìn nhận đúng với vai trò của nó. Nhiều phụ huynh vẫn còn ngại hoặc là chưa biết cách nói chuyện về giới tính với con như thế nào. Một số phụ huynh thì cho rằng học các môn văn hóa vẫn là quan trọng hơn cả. Trong lúc cha mẹ còn nhiều ngần ngại, thì xã hội đang biến đổi với tốc độ nhanh chóng chưa từng có trong lịch sử. Công nghệ số, sự kết nối mạng toàn cầu,
và thế giới ảo đang tạo nên những nguy cơ mới mà trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Có thể dễ dàng tìm kiếm một bộ phim có nội dung không lành mạnh trên mạng Internet. Những sản phẩm này có thể khơi dậy những phần khuất tối trong mỗi người. Một số vụ xâm hại đã xảy ra sau khi thủ phạm xem phim trên mạng. Được tiếp xúc với công nghệ từ sớm lại thiếu kiểm soát, thiếu định hướng cần thiết, trẻ có thể vô tình bị tiêm nhiễm các nội dung đen trên mạng mà không hay biết. Đã có những vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra mà kẻ phạm tội cũng là trẻ em. Có một cậu bé chừng khoảng 12-13 tuổi, khi học cấp 2 thì vì các cháu là đã quan hệ rất là sớm mà bố mẹ không biết, cho nên là cháu mắc một cái căn bệnh mà giống như là nghiện tình dục hay là một thứ lịch lạc gì đó, mà cháu cứ ngồi cạnh bạn nào thì cháu xâm hại bạn đó, dù đó là bạn trai hay là bạn gái. Thế nhưng mà bố mẹ thì cũng vẫn không nhận thức ra được là con mình đang gặp vấn đề, thì bố mẹ chỉ có lo mỗi một việc là giữ lại để con không bị đuổi học thôi. Sự xuất hiện của mạng xã hội cũng tạo nên sự kết nối không giới hạn đối với người dùng. Thế nhưng Facebook hay Twitter là môi trường phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cái việc mà bố mẹ tham gia mạng xã hội và các thiết bị điện tử thì cũng khiến cho con gặp nguy cơ. Đó là khi mà chúng ta đưa con lên với những hình ảnh quá tươi mát thì cũng khiến cho những người xung quanh có thể nảy sinh những cái sự xấu xa ở trong đầu. Và cái việc mà đứa trẻ nó ăn mặc rất là tươi mát xong rồi chụp ảnh như thế khi mà các con đã khoảng 13-14 tuổi thì cũng là nguy cơ rất là lớn, bởi vì là với những người mà thân cận nhất với cháu thì họ cũng có thể là xâm hại cháu nặng nề hơn. Theo khuyến cáo của chuyên gia, các vị phụ huynh nên giúp con hiểu rõ về mạng Internet, về mạng xã hội và hướng dẫn con sử dụng, thay vì để các cháu tự do tiếp cận với các công cụ này. Vâng, rõ ràng kỷ nguyên số thì đem lại nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi rất nhiều thứ, trong đó có sự riêng tư của mỗi cá nhân. Chỉ cần một bức ảnh, một cái tên, một cú click chuột cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của cả một con người. Và sẽ thật đáng sợ nếu đó là cuộc đời của một em nhỏ. Chính vào lúc này, các bậc làm cha làm mẹ cần phải đề cao trách nhiệm với con trẻ hơn bao giờ hết, quan tâm đến con cái hơn bao giờ hết. Cũng trong bối cảnh ấy, giáo dục giới tính trong nhà trường có vai trò đặc biệt quan trọng. Thế nhưng đáng tiếc là cả thời lượng và nội dung về giáo dục giới tính trong chương trình thì hiện vẫn còn rất hạn chế. Thời lượng giáo dục giới tính hiện nay mới chỉ chiếm một tỷ lệ ít ỏi và nội dung thì chủ yếu là về di truyền học, sự thụ thai, sự dậy thì, nhìn dưới góc độ sinh học, trong khi theo các chuyên gia giáo dục giới tính không đơn giản như vậy. Không thống nhất, xuyên suốt giữa tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Nên làm như thế nào cho nó phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh thì hiện nay chúng ta còn đang rời rạc, chưa thống nhất được. Nhưng cái quan trọng thứ hai, cái bất cập là chưa phối hợp với cha mẹ học sinh, cái hướng dẫn cha mẹ học sinh, giáo dục giới tính cho từng gia đình như thế nào, cho từng phù hợp từng lứa tuổi, chúng ta làm cũng chưa hiệu quả và chưa đến nơi đến chốn. Và cái thứ ba tức là phối hợp với lại các cái cơ quan xã hội chăm lo đến thanh thiếu niên, nhi đồng. Thì chúng ta có rất nhiều tổ chức nhưng mà phối hợp với nhau cho nó thành một lực lượng để ngăn chặn cái tình trạng xâm hại tình dục đối với trẻ em hiện nay là ngày một gia tăng. Trong một cuộc họp báo mới đây thì đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ đổi mới nội dung giáo dục giới tính trong nhà trường phổ thông, trong đó tích hợp nội dung giáo dục giới tính vào môn sinh học, môn giáo dục lối sống, môn ngữ văn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì cần phải nhìn nhận giáo dục giới tính như một nội dung tổng thể, xuyên suốt toàn bộ hoạt động giáo dục của mỗi cá nhân. Đồng thời, lĩnh vực này cũng phải được đánh giá quan trọng như các môn học khác. Và giáo dục giới tính phải giúp cả trẻ trai và trẻ gái biết tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác phái. Có như vậy thì trẻ mới có ý thức tự bảo vệ mình và đồng thời không xâm hại đến người khác. Chương trình sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Với phần tin, cụm tin vắn đáng chú ý về công tác cứu hộ cứu nạn. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cứu nạn thành công 8 thuyền viên một tàu cá của tỉnh Bình Định sau nhiều giờ lênh đênh trên biển vì tàu bị hỏng. Đêm ngày 26 tháng 3, tàu cá này trên đường đi đánh bắt cá trên vùng biển quần đảo Trường Sa, cách bờ biển Nha Trang khoảng 70 hải lý thì bị hỏng máy. Đến sáng ngày 28 tháng 3, sau khi tàu cứu hộ cứu nạn hàng hải Sa 2701 được điều động từ Nha Trang đến, con tàu và 8 thuyền viên đã được lai dắt về tới cảng Nha Trang, Khánh Hòa an toàn. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết đã điều 2 tàu tìm kiếm cứu nạn của đơn vị khẩn trương ra hiện trường, tổ
tổ chức tìm kiếm 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26BLC bị chìm ngoài khơi cách Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía đông. Đến sáng ngày 28 tháng 3, tàu Petrolimex 14 đã phát hiện hai phao bè đang trôi dạt trên biển và sau đó tiếp cận vớt được hai thuyền viên xác định là của tàu bị nạn. Vị trí tàu chìm nằm trên vùng biển cách mũi La Ghi, tỉnh Bình Thuận khoảng 20 hải lý. Hiện công tác tổ chức tìm kiếm cũng có sự tham gia phối hợp của lực lượng chức năng. Công an tỉnh Sơn La vừa giải cứu thành công một nạn nhân trong vụ mua bán người sang Trung Quốc. Nạn nhân được giải cứu là Giàng Thị Xua, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Trước đó, từ ngày 17 tháng 12 năm ngoái, do quen qua mạng xã hội Facebook, Xua được một người đàn ông có nick Facebook là Anh Yêu Sùng rủ sang Lào Cai chơi để kiếm chồng. Sau một thời gian liên lạc, Xua đã đồng ý và đi xe taxi tới Lào Cai theo chỉ dẫn của người này. Khi đến Lào Cai, thì Xua bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ. Tới ngày 10 tháng 3 vừa qua, Xua đã trốn thoát và được công an giải cứu trở về với gia đình an toàn. Trong chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ ngày 27 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Truyền thông Ấn Độ Manoj Sinha. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông thời gian qua. Nhất là mới đây, Ấn Độ đã dành khoản tín dụng 1 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các dự án kết nối số cho các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Cùng ngày, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thông tin và Phát thanh Truyền hình Ấn Độ Vensaya Naidu, cùng trao đổi về các kinh nghiệm xây dựng chính sách, quy định pháp luật về quản lý báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình. Trong thời gian ở Ấn Độ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã tham dự hội thảo doanh nghiệp các dự án kết nối kỹ thuật số Việt Nam-Ấn Độ. Nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động quảng bá du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, ngày 28 tháng 3, Cơ quan Xúc tiến Thương mại Du lịch Nhật Bản Jinto đã khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội. Đây là văn phòng đại diện nước ngoài thứ 16 của cơ quan này. Văn phòng Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Hà Nội sẽ thực hiện việc khảo sát và phân tích thị trường du lịch Việt Nam đến Nhật Bản, hỗ trợ các công ty du lịch Việt Nam trong việc lên kế hoạch và bán tour du lịch Nhật Bản, cung cấp thông tin cho ngành du lịch và người tiêu dùng. Sáng cùng ngày, thì Tổng cục Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch Nhật Bản và Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản đã tiến hành ký kết văn bản ghi nhớ việc hợp tác xúc tiến du lịch giữa hai bên Việt-Nhật nhằm thúc đẩy các sáng kiến, điểm đến du lịch hai nước và khuyến khích trao đổi khách hai chiều. Trong năm 2016, thì số khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản đạt hơn 230.000 lượt khách, có hơn 700.000 lượt khách từ Nhật Bản sang Việt Nam. Việt Nam không chỉ hấp dẫn du khách bằng những cảnh đẹp thiên nhiên sẵn có, mà còn ở chính những nét đẹp được kiến tạo qua bàn tay con người. Trong những ngày này, rất nhiều du khách đã lựa chọn Sapa là nơi nghỉ dưỡng để cảm nhận nốt không khí giá lạnh trước khi thời tiết chuyển mùa. Ở Sapa thì du khách không chỉ được đã mắt với khung cảnh núi non hùng vĩ mà còn khám phá nét độc đáo trong sinh hoạt của người đồng bào miền núi. Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một nét kiến trúc độc đáo trong công trình nhà ở của đồng bào miền núi phía Bắc là như thế nào. Sapa những ngày tháng 3, thị trấn vẫn còn chìm trong hơi sương. Nếu đến đây vào thời gian này, du khách vẫn còn có cơ hội thưởng thức những đợt rét lạnh cuối cùng. Và đặc biệt là ngắm cảnh trời núi mờ ảo nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Thế nhưng Sapa không chỉ có vậy. Nếu tìm hiểu và khám phá, du khách sẽ thấy ngạc nhiên với những công trình màu đất nâu của người Hà Nhì. Vẻ đẹp của những ngôi nhà trình tường thể hiện ở kiến trúc nhà đơn giản là các bức tường bằng đất đỏ, dày từ 40 đến 50 phân, cao từ 4 đến 5 mét, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Để làm ra được những căn nhà đơn sơ này, người thợ phải làm ròng rã hàng tháng với nhiều công đoạn thủ công. Đất được lựa chọn rất là kỹ càng. Người ta lấy cái bàn phô ấy, vỗ đến khi nào mà tường nó phẳng như vậy. Sau khi mà cái tường lên hết rồi, người ta lại đi, người ta vỗ lại một lần nữa. Hết lượt đầu lại lượt thứ hai, thứ ba, mỗi lần cao dần khoảng 40 phân. Với sự khéo léo điêu luyện của đôi tay, những bức tường dần hiện lên một cách chắc chắn, vững chãi. Đặc biệt, những vết nứt đất lại tạo ra nét hoài cổ độc đáo. Không hề có phụ gia, vậy nên là nó nứt tự nhiên. Cái này nó chỉ là dạng nứt chân chim thôi. Giữa sương mờ và giá lạnh, không còn gì tuyệt hơn là nhâm nhi chén trà quế và cùng nhau trò chuyện. Cho dù trời nhiều sương khó để nhìn cảnh, nhưng tôi có trà ấm và nóng, thế là tuyệt rồi. Trải qua thời gian, ngôi nhà truyền thống của người dân nơi đây đã được cải tiến để phù hợp với sinh hoạt, lao động sản xuất, nhưng vẫn không quên gìn giữ
những nét đặc trưng của dân tộc. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý khán giả có thể theo dõi lại nội dung chương trình ở địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc kênh YouTube của Ban Truyền hình Đối ngoại VTV4Go. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.